Chào mừng cô chú bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện, một kênh chuyên dành cho người tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Và mình là Khánh Hưng, mình đến từ group Facebook người dùng xe điện Việt Nam. Hôm nay mình sẽ có một cái video review về cái chiếc xe VinFast Theoness, ngày mai sẽ giao khách rồi. Thì hôm nay mình sẽ có một cái video review ngắn cùng anh em. Video này nó hơi bỡ chút xíu, mong cô chú bác anh chị em thông cảm nha. Cái xe Theoness này rất là nhiều người đã review rồi, thì bây giờ nó cũng chẳng có gì để mình nói nhiều đâu. Mình sẽ tập trung vào những cái gì đó khác biệt trên cái con xe VinFast Theoness này cho các bạn biết ha. Hiện tại giá xe VinFast Theoness là 69.9 triệu, nếu các bạn đặt cọc trước ngày 30 tháng 5 sẽ được miễn phí thuê pin gần 5 triệu. Nhưng mà hiện tại thì hết cái chương trình đó rồi, và các bạn chỉ có thể được miễn phí thuê pin khi các bạn đặt cọc tại ProLab. Do tụi mình đã có bỏ tiền ra trước để đặt cọc rất là nhiều xe như thế này, để dành cho cô chú bác anh chị em nào mà đã suy nghĩ, cần thời gian dài để suy nghĩ ha. Thì bây giờ mình có thể inbox cái số điện thoại hotline 0962424251 để tụi mình có thể đặt xe vẫn được hưởng cái độ khuyến mãi pin 1 năm các bạn. Còn bây giờ thì mình hãy vào video thôi. Cảm thấy như thế nào? Nhưng mà nó, nếu mà so với chiếc MVI của anh Khánh á, không có bốc bằng hả? Không bốc bằng. Tất nhiên rồi, cái xe này MVI nó bốc hơn, tốc độ nó cao hơn. Thử thắng thiết này nọ coi. Thử. Chạy. Bóp coi nó đầm không? Dáng ngồi ổn ha. Đẹp quá. Xe này ban đầu nhìn thấy nó lạ lạ nhưng mà về sau thấy nó đẹp. Đó, giọt cái ao luôn. Thấy sao? Quá chuẩn luôn. Tại vì nó tốc độ nãy là chỗ 50 rồi. Tắt một cái là nó dừng ngay. Bạn này là chơi. Từ đây chiếc xe này mà tới đây có vài mét à. Chuẩn nhất trong cái vòng luôn á em. Nó có thể dừng lại mà nó không gây mất cân bằng. Đó, hai phanh ABS trước sau đó. Nhìn đi nhìn lại thấy theo anh bắt đầu thấy nó đẹp đẹp rồi anh cơ. Quen mắt cái nhìn thấy nó cũng được. Vợ được. Lấy chồng số bắt rồi nhìn từ từ cái xe. Từ thấy cũng thấy đẹp, được được. Đúng không? Giá anh Cường hợp á. Mình đánh giá sao giá anh Cường ngồi lên. Từ chân đất rồi, chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nam Mô Di Đà Phật, đức ơi, về đức ơi. Về em ơi. Sao sao sao? Đã phải luôn hả? Đáng tiền không? Đáng tiền. Em lắc ship mà, lắc ship. Bỏ xe lên. Rồi rồi rồi. Này niệm chú Đại Bi luôn rồi. Chứ thấy là ổn rồi đó.
không biết đèn sao luôn. Rồi, đó. Rồi kỹ sư kỳ vậy ta. Đấy. Nó toàn kỹ sư không mà vô. Giao xe sửa cái niềm tin lắm luôn á. Đây ha. Cái này nó khó chịu hơn cái cũ á. Cái tay mình nhá, còn cái on á thì chắc cái đó giờ anh chưa từng thắng EBS. Cái xe on cũ đâu rồi, đây ném nó có cảm giác bị đẩy đâu. Không. Không nó có bị nhịp. Ăn đúng á. Không nhưng mà Minh ơi cái này cho chưa trượt bánh á. Vậy nè, giờ nói mấy anh này xịt nước ướt đường đi, giờ em làm cái xè luôn cho anh coi. Nó làm bốp bốp rất là sướng nha. Đúng không? Minh. Ok. Chắc không? Dạ, bóp sướng rồi. Rồi Minh. Mấy con vi sinh nó chán chạy. Mấy con này nè. Mấy con này tầm giá mấy triệu mà mình chơi. Đang chơi. Đang bóp này đi. Thôi mà thằng bóp một nè. Này các bạn. Rồi, review đi Minh. Review. Xe này có gì mới nè? Ốc phục nè, cũng phải cái cây pha quá. Sao qua. Cặp phụ này 100 ngàn á. Giống nó nhắc ý luôn á. Ti phụ, sẽ bá luôn. Giống nè, giống đồng hoàng nha, chứ phải phục kiểu để. Ê, coi chừng dục tay. Giống bộ thôi, ngăn ngược quá. Giống dữ á. Có cũng giống người lắm. VinFast mới trả mình có mấy triệu review nó xạo này thôi, chứ còn gì đâu. Rồi, nói tiếp đi em. Rồi, tiếp theo. Ôi, ơi, vậy. Má, ẩu gì. Muốn đứng tìm luôn. Má nó vỗ vỗ mà cái chết mình luôn. Chết mình luôn. Con heo này là con heo Nissin 2 piston. 2 piston Nissin, dễ. Không có. Đường là mấy xe máy nó cũng có. Không có đối xứng không mình. Ông heo trước thường thường của đa số xe máy là xài của Nissin á. Rất là bền luôn á, bền màu theo năm tháng luôn á. Và cái ABS này có cái Continental nha, nó có cái ballast bên trong của cái ABS rất là xịn. Thì cái này nó giống cái đời cũ thôi, nó có giống cái Theon đời trước thôi, nhưng cái dĩa nó bự hơn á ta. Cái dĩa nó bằng không anh? Dĩa giống như lần trước không? 220 đó. Nói chung là cái dàn thắng với lại cái dàn chân của nó khá là chuẩn. Các bạn nhìn dây dầu nè. Dây dầu nó có một lớp bảo vệ nữa nha. Đó, người ta cũng làm bát này kia. Dây dầu kèm với cái dây tín hiệu để đọc ABS. Dây tín hiệu đọc ABS. Kẹp theo. Đó, chỉnh chu ở chỗ này nè các bạn. Người ta không có chơi dây rút hay là chơi một cái gì hết, người ta là một cái bát để kèm hai dây lại. Khá là chỉnh chu. Bật đèn xi nhan trái thử anh coi. Cho các bạn coi đèn xi nhan lít đuổi à. Lít đuổi à. Song song luôn nha các bạn. Đó, khá đỉnh. Nếu mà xe này á, ông nào thợ nào làm đèn đúng không, giờ là lách đuổi với lại lách đuổi đây nữa nè. Ồ, trời ơi, nó ngầu. Còn phía sau đúng không, phía sau mình có ý tưởng luôn nè, đó cho mấy ông độ nè. Cái này á là bình thường là sáng đỏ luôn, sáng đỏ chung với cái này luôn. Khi bóp thắng là cái này sáng lên, hay là nói chung là cái này đỏ mà xi nhan thì nó sẽ chạy đỏ luôn, rất là ngầu luôn, đẳng cấp. Và tất nhiên rồi, khi tụi mình đã có ý tưởng vậy thì tụi mình sẽ có xe tụi mình làm cho các bạn xem luôn, rất là đẹp ha. Một số qua thôi, ai cũng biết cuộc trước sau số qua hết mà. Nhưng mà cái ti nó bự hơn cái của Wano nhiều luôn á. Kẹp ngửa lên. Là mày gì? Ừ. Ừ vậy đó. Cái kẹp má, cái kẹp xuất bi chả. Thôi giá cỡ 31 à. Cỡ 31. 33 các bạn ơi. 33, ti 33 hơn ti Felix 27 phải không? Ghê không? Xe này hơn có mấy chục triệu mà hơn cái ti luôn á. Thì cái khóa pin xe này vẫn giữ là khóa pin LFP. Cái điểm đặc biệt nhất trên cái xe này các bạn có thể thấy ngay tức khắc là cái phần mà động cơ hiện tại là hình thường cái hộp số của nó, cái hộp số nó để qua đây nè, cái lắp để qua đây, nhưng mà bây giờ nó làm gọn rồi đó, bên trong nó gắn chặt ở bên trong luôn các bạn. Nó có một cái tấm che, bây giờ mình ô cái này nó nhắn trực tiếp luôn rồi. Ô cái này trực tiếp luôn rồi, nó bỏ cái lắp đó luôn rồi. Bỏ cái lắp luôn rồi các bạn ơi, bỏ lắp luôn. Bỏ thẳng cái lắp luôn. À, cắt giảm. Nhưng mà nó có, sao bỏ cái lắp nhưng mà nó có độ trẻ ta. Ủa vậy cái này mặc định nó là
Đây các bạn. Có nghĩa là cái motor này, cái motor này nó đã đổi, không biết có đổi không, nhưng mà hiện tại là mất đi cái lắp luôn, mất đi cái lắp gọi là cái lắp giảm tốc. Mất, không có cái lắp mà chuyển động trực tiếp, các bạn có thể thấy nè. Lật cái camera gì các bạn thấy. Thì đây là cái hệ thống lắp chuyển động trên chiếc xe VinFast Theon cũ ha. Thì cái động cơ nó phải chuyển động qua một cái bộ nhông lắp, rồi xong nó mới ra được tới cái phần dây xích nó mới chuyển động qua cái nhông phía sau của cái bánh xe sau ha. Còn bây giờ thì cái động cơ mới thì nó không có qua cái bộ này nữa các bạn, mà nó chuyển động trực tiếp từ cái động cơ, nhông của cái động cơ qua cái nhông của cái bánh sau luôn. Nhìn từ bên đây thì sẽ giúp các bạn thấy rõ hơn nè, đúng không? Đó, cái động cơ nó ra một cái trục màu đen ha, rồi xong nó mới vô cái lắp này. Cái lắp này nó truyền qua 2-3 bộ gọi là hộp số răng này nọ đồ các kiểu á, nó mới ra một cái nhông của nó. Rồi cái nhông này nó bấu với cái dây xích, các bạn thấy không? Đó, bấu với dây xích thì dây xích mới truyền động ra cái nhông phía sau. Đó, bây giờ nó sẽ lược bỏ luôn cái lắp này. Rồi, cái lắp không có quan trọng nữa, nguyên cái lắp bằng giống như gan hay là nhôm đúc nguyên khối vậy đó các bạn. Đó, nó bỏ được nguyên hai bộ luôn, bây giờ nguyên dây xích này nó đấu thẳng trực tiếp vô cái động cơ là xong, rất gọn. Cái phần motor đã bánh răng chuyển động trực tiếp cá xa luôn rồi đó. Khác luôn hả anh Cường? Này nè anh Cường quay thử cho mình. Ôi xe đã lỏ rồi, rồi. Trước là thấy khác rồi, nay đó đã khác luôn. Rồi nhiều nhiều view đi anh Cường, nói nhiều nhiều vô. Ừ, xe đủ. Anh Cường xe điện nha các bạn. Khoan khoan, bây giờ qua đây coi nè, coi cái nhông đó nè. Các bạn ơi, mới kênh Cường, anh Cường xe điện. Trời, mới một xúc rồi các bạn. chưa mở kênh nữa. Dạ, hưng xúc cho. Rồi, vô đây rồi. Rồi, quay lên đi. Rồi, không lấy nhãn hiệu đâu chơi. Khả năng là cái này VinFast lộn luôn rồi. Dạ, có ghi công thức ở đây nè. Đâu, không xếp đâu. Nè, ba người anh mua hết nè. Số này quá. Ừ, 23 năm quên quá luôn kìa. Ở đây là có hai máy giặt luôn. À, kìa các bạn, có thể thấy à. 72V, 3500W, có máy giặt luôn. À, cà số ở trong luôn. Ủa, cái số này cà cũng khó nha. Đây, cái phía sau của nó là thắng gì Minh ha? Phía sau nó Nissan luôn. Thắng này giống như mấy con ẹt đó các bạn, là thắng Nissan, nó xài hai bít tông đó xứng hả hay sao? Ép hai bên hay là một bít hả? Ép một bên thôi phải không? Đúng rồi, nhưng mà cái bát nó làm mà xe máy thì làm cái bát nó bắt kẹp lại ở đây, còn cái xe điện thì nó có cái giờ để giữ cái bát lại. Bát này cũng vậy lắm á, này nó có tích hợp vô cái để gắn cái mắt độc của ABS luôn nè. Rất là chỉnh chu, nói chung là cái chiếc flagship này thì các bạn không phải chơi gì. Đàn áo nó mạnh lên, lấy cái búa đó. Thử rồi phía gầm thì sao? Gầm thì nó có pin thôi, mà nó có ngoài trước khi tới đụng pin là nó có một cái lớp thắt bảo vệ nó nha. Cái gầm khá thấp á, nói chung là thấp hơn so với cũ nè, thấy không? Cái này theo mình nghĩ là nếu mà nó bị thí dụ trường hợp là nó bị cạy gầm đi, có cái này nó có sẽ cái này dù có bị cái gì nó cũng không có đụng cái trong nữa, tại trong là một cái lớp nhôm đúc rất là cứng các bạn, chấp tai nạn luôn á anh. Nói thật sự nếu mà nó thể là có hư cái này thôi chứ cái nhôm đúc này nó không có vô nổi, rất là chắc luôn á. Xe này mà tai nạn mấy lần, mấy chiếc xe mình tai nạn mình sửa trực tiếp luôn, đụng trực tiếp luôn á, mà pin vẫn không sao luôn, cái ghê trời, móc cái thùng chút xíu à. Ok, thì xe này Theon là flagship rồi. Cái này các bạn, cái này mình có thể đổi vậy nè. Cái này lên nếu mà muốn đè mạnh hơn đó, là lên cái nhông nó. Cái dĩa nó, dĩa nó sao không? Đúng rồi. Dĩa sao bự không? Dĩa sao bự hơn là nếu mà để coi cái nhông. Nè làm lại nè. À, xài giống xe máy luôn các bạn. Thì chán. Thấy là có vẻ giống xe máy đó, là đổi, mình đổi được luôn á. Là mình có thể sắp xếp hộp số theo cái ý của mình được. Như lực đè nè, lực hậu nè. Đó, sắp nước đè hay nước hậu về sắp được luôn đúng không? Đó, chỉ cần sắp lại nhâm sinh dễ là thôi là được. Quá đẳng cấp, xe này rất là dễ chơi các bạn ạ. Sắp nhâm sinh dễ thì các bạn mau gặp mình chỉ qua bận cái thanh làm với mình. Quá gặp mình chỉ ông nội. Quá kênh ông là kênh nào ông review có tâm quá vậy? Flash hả? Có TikTok không? Có,
Có chồng vậy không? Lên kênh đừng ở chuồng nha ông nội. Rồi mình mở thử cái cốp ra cho các bạn xem. Ok, thì cốp nó có một cái sai đổi là cái phần ắc quy nó không có để dưới chân nữa các bạn, mà ắc quy nó để ở trên đây luôn rồi. À. Đúng rồi, rất là hay nè. Có một cái cầu dao ở đây, công tắc on off ở đây ha. Thì 15 ngày các bạn không sử dụng cái này nó tự tắt. Thì các bạn phải nảy cái này lên, bật lên lại. Ủa xe điện mà tại sao lại có ắc quy này? Ắc quy này dùng để đề á em. Dùng để đề. Nói chung là cái bình gọi là trung gian 12V để đề điện đốt tất cả cái ở trong trong xe này. Nghĩ cái này để nuôi cái xe bắt các bạn. Để mở khóa xe này. Đúng rồi, nó nuôi xe bắt phải. Tại vì nó xài nguồn 12V. Đúng rồi. Mà tại sao nó không xài sạc này cũng 3 tiếng rưỡi đầy nha, 100 cây. 100 đến 120 cây khả dụng ha, trong cốp này thì nó có cái đèn. Cái cốp này cái độ sâu nó không có, nhưng mà cái độ lài, cái độ rộng của nó thì nó có, nó có thể được để vừa cái laptop các bạn. Vừa laptop nhưng mà cái nón thì chắc để được một cái nón thôi. Ha. Cả số thì cả đây cũng khá là dễ nè. Rồi, ok. Trong đây nó có cái khuyến cáo nè các bạn coi. Khuyến cáo không nên để dung lượng pin dưới 20%, thấy chưa? Không nên sạc khi nhiệt độ lên 45%, thấy chưa? Đó, liên hệ thể tổng đài khi từng hỗ trợ ẩn cấp. Đó là khuyến cáo. Còn đây hướng dẫn sử dụng nè, ha. Ok, khá là đơn giản ha. Mở cốp nè, bấm nút ổ khóa này nè. Cái bấm này tiện đó các bạn. Bấm cả thôi. Ừ, rồi, rồi, để xuống. Được ha. Có nút bắt xin nè. Ừ, xe này có nút bắt xin lâu rồi mà. Thế anh nhìn lâu thấy nó bắt đầu nó thấy nó đẹp đẹp rồi nha các bạn. Ha. Bắt đầu nhìn thấy nó chưa có hấp dẫn lắm, nhưng mà càng nhìn thấy nó càng gọi là nó rất là đặc biệt. Xe này chơi đèn đóm là khá là đồ. Quảng cáo luôn Vinfast đó hả? Có đâu, mới nhận có 50 triệu à, trong tài khoản rồi chứ nhiêu đâu có nhận gì đâu à, quảng cáo em. Ok, quảng cáo nha các bạn. Không hề quảng cáo nha. Những cái gì mà Vinfast chuyển tiền cho mình. Ừ, ok. Rồi, ok, đây, đây, cái phần đồng hồ nè. Đó. Cái này là chữ V này là gì anh? Oh, no. Chữ V này là Việt Nam. VinFast hả? Venezuela. À, dạ. Ok, 17 giờ đây có giờ nè, có cái Contamat, cái chip, rồi Eco Sport chỉnh nè. Hai cái nút này được bạn Tân đánh giá là nó khá là kém, ý là nó không có sang. Nhìn nó không có sang. Dạ, nó không có sang. Rồi nó ở đây là cái auto bạn đi được nè. Rồi phần trăm pin bây giờ nó còn có một cục. Cái mua cái vỏ xe. Bây giờ nó xịn nó tiền còn không. Ok. Thì đó, ok các bạn, đó là tất cả cái chi tiết. Cái nhất. Đồng hồ này á, nó có chức năng là gì? Đẹp. Nó là nó có một cái ông ECU trong cái xe cái vành. Ừ. Khi mà tất cả lỗi trong xe mà nó có thể kết nối được với ECU thì nó sẽ báo trên đây thôi. Ừ, báo lỗi đồng hồ á. Nó theo cái kiểu canh bát của xe hơi á các bạn. Ok hả? Và đó là cái tất cả những gì mà Minh nhận 50 triệu từ VinFast, mà Minh nói rất là từ cái tâm hồn của mình luôn. Rồi, về đi. Ok các bạn, và đó là video clip review bất ổn về tiệm sửa xe bất ổn Rolex của tụi mình. Video thật sự rất là bựa ngày hôm nay. Mình cũng không muốn nó mang cái phong cách này đâu, nhưng mà cô chú bác anh chị em cũng hãy thông cảm cho anh em mình ha. Chiều rồi cuối ngày nên tụi mình sẽ rất là thoải mái trong cái việc nói chuyện, thế nên là sẽ khiến một ai đó không có thể không nghe, không lọt tai, hài lòng. Thì mong cô chú bác anh chị em bỏ qua nha. Và video đến đây kết thúc rồi, xin mọi người hãy nhấn đăng ký kênh Hưng Xe Điện và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của Hưng trong tương lai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. VinFast Theon.